Kính chào các quý vị, các thầy và các bạn. Chào mừng quý vị, các thầy và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyên Thiều, được phát trực tiếp trên kênh YouTube của tôi là Dr. Đỗ Nguyên Thiều Official trên YouTube channel. Kính thưa quý vị, tôi đã nhận được nhiều câu hỏi về các bài thuốc chữa bệnh bằng câu kỳ tử. Đó là nội dung của buổi nói chuyện hôm nay. Câu kỳ tiếng Anh, tên tiếng Anh là Goji, tiếng Pháp là Baie de Goji, tiếng Nga là Gojia, tiếng Trung là Gấu Sấy và tiếng Nhật là Kuko. Câu kỳ tử là thuốc tư bổ thận âm. Đó là chân lý. Nhưng khi sử dụng phải gia giảm tùy theo cơ địa của từng bệnh nhân. Nếu cứ tự mua thuốc theo sách thì đâu cần lương y, phải không các bạn? Ngoài ra, để điều trị bệnh hiệu quả theo phương pháp y học cổ truyền thì chất lượng các loại dược liệu là vô cùng quan trọng. Nguồn dược liệu chuẩn, chất lượng luôn là vấn đề được đặc biệt quan tâm khi chữa bệnh bằng đông y. Hiện tại trên thị trường thuốc đông dược Việt Nam hiện nay có rất nhiều các loại thuốc đông y khác nhau, với chất lượng khác nhau, nguồn gốc khác nhau, và đương nhiên giá cả của các loại thuốc đó cũng khác nhau. Thống kê của các cơ quan chức năng cho thấy thị trường đông dược Việt Nam có nhiều loại thảo dược không rõ nguồn gốc. Thảo dược đã bị chiết xuất hết tinh chất, chỉ còn xác thuốc. Bên cạnh đó, có nhiều loại thảo dược bị làm giả, có lẫn tạp chất. Những loại dược liệu này không những không có tác dụng chữa bệnh mà còn có thể gây hại cho sức khỏe người dùng. Do đó, nếu khách hàng không phải là người có chuyên môn, am hiểu thì khó có thể phát hiện được. Với uy tín nhiều đời cộng với kinh nghiệm làm nghề nhiều năm, cùng với lương tâm của người thầy thuốc, chúng tôi không chỉ tập trung điều trị hiệu quả bệnh cho bệnh nhân mà còn mong muốn cung cấp cho người bệnh nguồn dược liệu đúng, chuẩn, đảm bảo chất lượng để nâng cao hiệu quả điều trị bệnh cũng như an toàn cho sức khỏe người dùng. Dược liệu trước khi đưa vào sử dụng phải được đưa đi kiểm nghiệm. Tiêu chuẩn kiểm nghiệm phải đạt theo quy định của Bộ Y tế. Vì vậy, chúng ta nên đến những bệnh viện, cơ sở y tế để mua các loại thuốc có nguồn gốc rõ ràng, tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Chính vì thế, quý vị hoàn toàn có thể yên tâm, tin tưởng khi nhờ tôi mua thuốc đông dược. Sau đây là các bài thuốc chữa bệnh của câu kỳ tử. Bài thuốc thứ nhất, trị mắt đỏ, mắt sinh mọng thịt. Câu kỳ giã nát lấy nước, sau đó nhỏ vào 3-4 lần vào khóe mắt. Vào khóe mắt nhé, chứ không phải ở giữa mắt đâu. Đấy, rất hiệu nghiệm. Nguồn là Trừu Hậu Phương. Bài thuốc thứ hai, trị mặt nám, da mặt sần sùi. Câu kỳ 10 cân, sinh địa 3 cân, tán bột, uống một muỗng với rượu nóng, ngày uống 3 lần, uống lâu, da đẹp như da con nít. Nguồn, Thánh Huệ Phương. Và đơn vị đo lường Trung Quốc, 1 cân là bằng 400 gram. Bài thuốc thứ ba,
trị chảy nước mắt do can hư. Cư kỳ tử 960g bọc trong túi lụa, ngâm trong rượu, đậy thật kín, 21 ngày sau uống. Muôn long mộc luận. Bài thuốc thứ tư trị can thận âm hư suốt về chiều, da mồi hôi trộm, mắt mờ, hoa mắt hoặc đau trong mắt. Cư kỳ tử cúc hoa mỗi thứ 12g, thuộc địa 16g, sơn dược mỗi thứ 8g, phục linh đơn bì cư kỳ tử mỗi thứ 6g, tán bột trộn làm viên mỗi lần uống 12g ngày 2 lần với nước muối nhạt. Nguồn là kỷ cúc địa hoàng hoàn, cảnh nhạc toàn thư đấy. Bài thuốc thứ năm trị suy nhược vào mùa hè, không chịu nổi với thời tiết. Cư kỳ tử, ngũ vị tử, tán bột pha với nước sôi uống thay trà. Nguồn là nhiếp sinh chúng diệu phương. Bài thuốc thứ sáu trị suy nhược thận hư hoa mắt, mắt mọng thịt. Đó, như bài số 1 đấy, nhưng mà này là thận hư hơn, là trị suy nhược hơn. Thì cư kỳ tử 1 cân, ngâm cho thấm với rượu ngon, rồi chia làm 4 phần, 1 phần sao với 40g thục, 1 phần sao với 40g tiểu hồi, 1 phần sao với 40g chi ma, tức là mè đấy, 1 phần sao với câu kỳ không thôi. Thêm thục địa, bạch chuột, bạch phục linh mỗi thứ 40g, tán bột, luyện mật làm viên, uống hàng ngày. Nguồn là tứ thần hoàn, thụy trúc đường kinh nghiệm phương. Bài thuốc thứ bảy trị gan viêm mạn tính, gan sơ do âm hư, người ta hay gọi là sơ gan đấy. Và có cái gọi là mạnh thì là nặng thì là âm ung thư gan đấy. Thì bắc sa sâm 12g, mạch môn 12g, đương quy 12g, kỳ tử từ 12 đến 24g, sinh địa từ 24 đến 40g, xuyên luyện tử 60g, sắc nước uống. Nguồn là nhất quán tiễn, Liễu Châu y thoại. Bài thuốc thứ 8 trị suy nhược thận hư, lưng đau, gối mỏi, di tinh, huyết trắng nhiều. Thuộc địa 320g, sơn dược 160g, cư kỳ tử 160g, sơn thù nhục 160g, ngưu tất 120g, thỏ ti tử 160g, lộc giao 160g, quy bản 160g, tán bột trộn mật làm hoàn, mỗi lần uống 12 đến 16g, ngày 2-3 lần. Nguồn là tả quy hoàn, cảnh nhạc toàn thư. Bài thuốc thứ 9 trị hoa mắt, thị lực giảm sút, cườm mắt, tuổi già, thủy tinh thể đục. Thục địa 320g, sơn thù 1690g, sơn dược 160g, đơn bì 80g, cư kỳ tử 80g, phục linh 80g, cúc hoa 120g, cư kỳ tử 120g, tán bột trộn với mật làm hoàn, ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 10 đến 12g. Nguồn là kỳ cúc địa hoàng hoàn, y cấp. Bài thuốc thứ 10 cư kỳ tử, thuộc địa ngũ vị tử, mạch môn đông, địa cốt bì, thanh hoa, miết giáp,
lưu tất, trị âm hư, lao nhiệt, nóng bức, dứt âm ỉ trong xương. Hoặc muốn dùng làm thuốc để trị sốt, lạnh thì thêm thiên môn đông, bách bộ, tỳ bà diệp, có thể trị được cả chứng ho do âm hư phế nhiệt. Nguồn là Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển. Bài thuốc thứ 11, câu kỳ tử: hái những quả chín đỏ hàng ngày, tẩm giấm rượu. Đây, chúng ta có thể xem sơ qua là những quả chín như thế này. Những quả chín đỏ như thế này, anh ta hái rồi ngâm rượu. À, đấy, chúng tôi ra vườn cây rồi là chọn những cái quả chín đỏ như thế này hái. Sau khi tẩm giấm rượu rồi lấy giấy sáp, trong giấy sáp đấy phong niêm kín lại, đừng cho nó bay hơi, đều đủ 2 tháng. Sau đó đổ vào chậu khuấy nhừ cho nó nát, lọc lấy nước rồi ngâm với rượu. Đấy là cách ngâm rượu như vậy. Sau đó cho vào nồi, nhưng mà nó không phải là nồi nhôm hay vậy mà là nồi bạc. Ngày xưa kinh nghiệm là dùng nồi bằng bạc. Nấu lửa liu riu nhỏ, đồng thời quấy luôn để khỏi dính và đều cho tới khi thành cao như mảnh nha. Cuối cùng bỏ vào bình sạch đậy kỹ. Mỗi buổi sáng và trước khi đi ngủ uống mỗi lần 2 muỗng canh lớn, liên tục trong 100 ngày sẽ thấy khỏe. Nguồn là Kim Tủy Tiễn, Kinh Nghiệm Phương. Bài thuốc thứ 12, câu kỳ tử: hai thăng vào ngày Nhâm Quý tháng 10 giờ Dần, đứng quay về hướng đông mà hái, rồi lấy rượu tốt 2 thăng ngâm trong bình sứ 21 ngày xong, cho vào 3 thăng nước cốt sinh địa, trộn đều lên, niêm lại cho thật kín. Đến ngày 30 trước tiết lập xuân thì mở bình uống 1 chén, hâm nóng lúc bụng đói. Rồi đến sau tiết lập xuân, râu tóc bạc thì cũng biến thành đen. Nhưng để ý là phải cấm ăn hành, tỏi, su hào. Nguồn là Kinh Nghiệm Phương. Bài thuốc thứ 13, trị hoa mắt, thị lực giảm sút, cườm mắt tuổi già, thủy tinh thể độc. Cúc hoa 8 gram, kỳ tử 20 gram, nhục thung dung 12 gram, ba kích thiên 8 gram, sắc nước uống. Nguồn là Cúc Thang Thang, sổ tay lâm sàng trung dược. Bài thuốc thứ 14, trị nam giới sinh dục suy yếu, vô sinh. Mỗi tối nhai 15 gram câu kỳ tử, liên tục 1 tháng. Thường sau khi tinh dịch trở lại bình thường, uống thêm 1 tháng nữa. Trong thời gian uống thuốc, kiêng phòng dục. Đã trị 42 ca, sau một liệu trình, hồi phục bình thường 23 ca. Sau 2 tháng, bình thường 10 ca. Còn 6 ca không có kết quả vì không có tinh trùng. Theo dõi sau 2 năm tinh dịch trở lại bình thường, 3 ca đã có con. Nguồn là Đông Đức Vệ và Cộng Sự.
kỷ tử trị vô sinh nam giới, đăng trên Tân Trung Tạp Chí năm 1987. Bài thứ 15, trị dạ dày viêm teo mạn tính. Dùng kỳ tử rửa sạch, sao khô, giã nát, đóng gói. Mỗi ngày uống 20g, chia làm 2 lần lúc bụng đói và nhai uống. 2 tháng là một liệu trình. Trong thời gian uống thuốc, ngưng tất cả các loại thuốc khác. Đã trị 20k, theo dõi 2 đến 4 tháng, có kết quả tốt 15k và có kết quả 5k. Nguồn là Trần Thiệu Dung và Cộng sự. Trong bài báo cáo 20k dạ dày viêm teo mạn tính điều trị bằng câu kỳ tử, đăng trên Trung Y Tạp Chí năm 1987. Bài thuốc thứ 16, trị thận hư, tinh thiếu, lưng đau, vùng thắt lưng đau mỏi. Câu kỳ tử hoàng tinh, hai vị bằng nhau tán bột luyện mật làm viên. Mỗi lần 12g, ngày uống 2 lần với nước nóng. Nguồn là câu kỳ hoàn, lâm sàng, thường dụng, trung dược thủ sách. Bài thuốc thứ 17, trị can hư sinh ra bệnh ở mắt, da gió là chảy nước mắt. Thì câu kỳ tử dùng rượu ngâm sau 3 đến 7 ngày, mỗi lần uống từ 1 đến 2 muỗng canh, ngày 2 lần. Nguồn là câu kỳ tử, lâm sàng thường dụng, trung dược thủ sách. Nhưng chú ý kiêng kỵ về vấn đề kiêng kỵ đấy, là câu kỳ tử có tính chất nê trệ, vì vậy thận trọng đối với những bệnh nhân tỳ vị hư yếu, tiêu chảy kéo dài. Nguồn là Trung Dược Học đấy. Cái thứ hai là tỳ vị suy nhược, tỳ hư, thấp trệ, tiêu chảy, cấm dùng. Có ngoại tà thực nhiệt, cấm dùng. Nguồn là lâm sàng thường dụng, trung dược thủ sách. Chúng ta biết về theo đông y đấy, thì câu kỳ tử có vị cay vừa, khí ấm vừa và mát. Tính của nó có thể lên xuống được, vị thì hơi nặng nên hay bổ âm, nhưng tính của nó là trong âm có dương nên cổ được khí. Xét cho đúng thì nó chỉ xét cho dương một phần nào thôi, chứ không có tính cách kích động, nên những người biết dùng thì dùng để tiết thêm sức. Nếu cho thuộc địa vào là đúng. Những người bị chân âm suy tổn mà đau ở sau lưng, dưới rốn, ngủ mê man, dùng nó thì công hiệu theo cảnh nhạc toàn thư đấy. Câu kỳ tử có vị ngọt tính bình, là vị thuốc chính của thận, vì vậy mà bổ thận tích tinh. Khi thận thủy đã mạnh thì gân xương rắn chắc vững vàng, nên chứng tiêu khát lui cả. Còn những chứng mắt mờ, tai điếc, lưng đau, chân yếu cũng theo đó mà biến mất. Đó là theo nguồn là Bản Thảo Thông Nguyên. Còn hồi xưa thì đi xa ngàn dặm, có cái người khuyên là không nên dùng câu kỳ tử vì nó bổ thận quá, cho nên kích thích đến tình dục. Câu kỳ tử cảm khí xuân hàn của thời của trời, lại được cả khí xung hòa của đất để sinh ra. Vị ngọt tính bình, cho nên là vị thuốc chính có công năng chuyên bổ cho chân âm của can và thận. Danh y Biệt Lục đã nói là xa nhà ngàn dặm chớ ăn câu kỳ tử, ý nói sức cường dương của nó, mà nói như vậy thôi. Ngày nay thấy nó sắc đỏ mà nhiều người tưởng lầm là thuốc bổ dương thì quá sai lầm.
Tại sao không biết rằng những thứ đã gọi là khí hàn thì có bao giờ mà bổ dương được? Nếu cứ cho sắc đỏ đó là bổ dương thì hồng hoa, tử thảo, sắc của nó cũng đỏ mà ai có dám quả quyết là thuốc bổ dương đâu. Có kẻ lại cho rằng tính nó hoạt huyết. Tha nôi, đạo làm thầy thuốc mà không rành, chỉ hạn hẹp trong mấy cuốn sách, nghĩ quẩn quanh, cái gì còn hồ nghi, phải gắng sức nghiên cứu cho tới đầu tới đuôi nhé. Đây là hôm nay, xin cảm ơn các quý vị, các thầy các bạn đã theo dõi buổi livestream này. Xin tạm biệt.